Rồi, chào các bạn, là Bé Kiều. Hiện nay là đang chụp hình thời tiết rất là đẹp, xuống khá rất là ngon. Trời thì đang mưa, ok rồi đó. Giống giống trong mấy cái phim hoạt hình nha, nó ngồi với tướng á. Nếu anh bắt nó lên tay là anh tháo cái máy ảnh, cái dây máy ảnh anh ra khỏi cổ rồi. Ảnh các bạn muốn xem thì các bạn có thể vào phần link ở bên dưới nhé. Gần quá, gần quá, với lại anh chụp cái kiểu nhiều quá. Đang reset lại đó. Đèn cao đầu trời đen. Sao làm gì bằng có sản phẩm được bán lại mà điều này là nó phải giảm giá. Làm gì có anh. Vâng, gì? Rồi, vấn đề gì? Không có, không có cái khăn. Ừ, được rồi, này lau xong rồi lau lại, càng lau càng thứ gì thì cũng có mà phải ưỡn cái mu bàn tay lên cho nó ấy thì nó mới cao lên được. Các bạn có thể nhìn trong cái máy ảnh, các bạn có thấy con ếch rất là đẹp. Chuyến đi rừng đợt này thì cũng không có gì nhiều, chỉ có mấy con lạ lạ ếch, côn trùng thôi. Thì đây là đang là mùa sinh sản cho nên năm ra là cũng khá là dễ gặp côn trùng. Bọ khổng lồ hay gì đó thì cũng gặp khá là nhiều. Có xài lá à? Em xài flat phụ chứ. Flat phụ cái ánh sáng nó là nó khác với cái flat phụ nằm trên máy. Cái này là không có anh, hồi trước là có cái đợt con này đã có thu mẫu rồi. Còn con có chụp hình mà hình nó không có được đẹp cho nên bây giờ đi kiếm là chụp lại. Hồi nãy gặp nhiều lắm, nhưng mà có con này là nó thần thái các bạn. Cái thần thái của nó rất là đó, rất là đẹp cho nên năm nay mới chụp. Sao đèn cho không sao đèn nó không lên hết.
Nhìn thì nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà phải ở ngoài thì các bạn mới thấy nó đẹp. Nó là Samsung, nó tương phản nó không có được đẹp, nên các bạn like, subscribe nhiều để có tiền để mua điện thoại khác. Các bạn có nghe giọng anh ấy nói không? Các bạn cứ like, xem nhiều nhiều xíu. Làm việc không chuyên nghiệp. Rồi. Mỗi một hành động sai trái sai nó sẽ dẫn đến hậu quả. Ok, cảm ơn các bạn. À, con ếch ta đã đi rồi. Chúc các bạn có một hôm nay thứ mấy ta? Ngày thứ mấy chú? Ngày thứ 6. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Ba người nhưng mà chỉ có một người biết thứ mấy thôi. Thất bại. Mình thất bại.